Xin chào tất cả các em. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ một ngôi nhà và với chiếc cầu vồng ở đằng sau nhé. Đây, bức tranh ngôi nhà và cầu vồng sẽ như thế này. Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định vị trí của ngôi nhà này. Đây sẽ là một ngôi nhà. Đấy, các em vẽ phác trước ra. Đây là cái mái này. Đấy, cái mái nhà. Rồi đây có thể có một khóm cây này, bụi cây này. Đấy, ở đây cũng có một bụi cây nữa. Đó, đây là một ngôi nhà. Anh phác trước bằng lết chì, sau bên đó anh sẽ vẽ bằng bút mực này. Ồ, này cảm giác như bị hết mực vậy. Các em đợi anh một chút để anh đổi bút nhé. Này, đây là mái ngói ở phần đầu hồi. Kéo xuống đây. Đấy, đây là đầu hồi ngôi nhà. Đấy, chỉ vài đường cơ bản thôi chúng ta đã tạo được cái khung của một ngôi nhà rồi. Đấy, ở đây có thể bụi cây nữa này. Đấy. Đây cái nền đất và viên sỏi ở dưới đã xong. Cơ bản về bố cục một bức tranh ngôi nhà. Tiếp theo sẽ vẽ cái cửa này, cửa chính ở đây này. Cửa chính của ngôi nhà này. Đấy, đây là cánh cửa chính nha. Tiếp theo là cái cửa sổ. Ở đây sẽ có hai ô cửa sổ. Hai ô cửa sổ tương đối bằng nhau các em nhé. Đấy. Trong cửa sổ sẽ có bốn ô cửa kính này. Đấy. Đấy là ô cửa sổ. Tiếp theo ở đây sẽ có một cái đầu hồi của ngôi nhà. Ô cửa kính hình tròn. Ở phía trên. Tiếp theo đến phần ống khói. Anh sẽ vẽ ống khói ở đây. Đấy, đấy là phần ống khói các em nhé. Rồi bây giờ đến phần cầu vồng. Cầu vồng thì anh sẽ vẽ cầu vồng ở đâu bây giờ? Ở đây. Một chiếc cầu vồng. Một màu này. Hai màu này. Ba màu này. Bốn màu này. Đấy. Rồi, vì không đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 màu. Đấy, cầu vồng ở đây sẽ có 7 màu. Đó, vậy là anh đã vẽ xong bức hình một ngôi nhà, cầu vồng.
Tiếp theo anh sẽ vẽ thêm ở đây một vài bông hoa. Bông hoa này rất là to nhé, bông hoa khổng lồ. Đấy, bông hoa khổng lồ. Kiểu như bà Tân Vlog mà bà hay làm những món khổng lồ, anh cũng vẽ bông hoa khổng lồ. Đấy. Vậy là đã xong ngôi nhà và chiếc cầu vồng. Rồi, sau khi vẽ xong led, anh đã tẩy sạch phần led chì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu chiếc cầu vồng nhé. Cầu vồng thì đầu tiên nó sẽ có màu tím ở phía dưới này. Cầu vồng màu tím ở dưới cùng các bạn nhé. Màu tím này. Sau khi xong màu tím, anh sẽ tô đến màu xanh dương này. Màu xanh dương đậm. Đấy, màu dark blue ấy. Đấy, màu dark blue này. Đó. Xong chúng ta sẽ đến màu green này. Màu green này phải có tí vàng nhé. Màu xanh chuối các bạn ạ. Để làm gì? Để tiếp theo, bước tiếp theo chúng ta sẽ tô đến màu vàng. Bởi vì chúng ta ở đây chuyển màu các bạn ạ. Đây là màu green. Anh tiện anh tô luôn lá cây bên này nhé. Là cây và khóm cỏ nếu có. Đây bụi cỏ. Hai khóm cỏ hai bên anh tô luôn. Trong quá trình anh đang cầm chiếc màu xanh, anh phải tô luôn những cái chỗ vị trí có màu đó. Đấy. Đó là quá trình tô màu, chúng ta nên làm như vậy. Khi chúng ta tiện màu, chúng ta sẽ phải tô luôn, chạy màu luôn. Rồi, tiếp theo sẽ đến màu vàng trên chiếc cầu vồng. Đấy, đây là màu vàng. Màu vàng cũng tô luôn nhị hoa này, một bông hoa màu vàng này. Đấy, đấy là người ta gọi là quá trình chạy màu các em nhé. Chúng ta chạy màu từ góc nọ sang góc kia. Và thậm chí chúng ta sẽ tô những ô cửa này màu vàng này. Ô cửa kính màu vàng này. Đấy, đấy là quá trình chúng ta chạy màu. Ô kính màu vàng luôn. Tiếp theo đến màu cam. Màu cam tiếp theo của màu vàng là sẽ đến màu cam trên cầu vồng. Rồi, màu cam này em cũng tô luôn cái bục cửa nhà này. Và gì nữa? Thôi tạm thế thôi. Tiếp theo sẽ đến màu cam đậm hơn. Màu cam đậm hơn ở trên chiếc cầu vồng. Đó. Tiếp theo nữa đến màu đỏ. Màu đỏ là màu trên cùng của chiếc cầu vồng này. Đấy. Vậy là chúng ta đã tô gần xong chiếc cầu vồng rồi. Chiếc cầu vồng trên mái nhà.
Đấy, thì màu đỏ này sẽ tô cái gì? Tô bông hoa ở đây này. Đấy, tô bông hoa này. Đây, tô cánh cửa màu đỏ này. Cánh cửa nhà màu đỏ luôn. Cánh cửa màu đỏ các bạn nhé. Đấy, rất nhanh thôi. Rồi. Anh đã tô xong, gần xong ngôi nhà rồi. Cánh cửa màu đỏ, ống khói này. Ống khói này cũng màu đỏ luôn. Tiếp theo anh sẽ tô mái ngói. Mái ngói như này anh sẽ tô mái ngói màu xanh. Mái tôn đấy, mái tôn màu xanh. Xanh blue. Đấy, mái tôn màu xanh blue cả phần bên này nữa. Rất là nhanh thôi, anh đã tô xong, phần mái ngói rồi. Phần tường ngôi nhà thì chúng ta có thể tô màu sáng lên, màu hồng hoặc là màu trắng, chúng ta để trắng. Anh quyết định thống nhất để tường ngôi nhà màu trắng nhé, để bức tranh nó lồi, nó được sạch sẽ. Đấy, gần xong rồi các bạn ạ. Tiếp theo ô cửa. Ô cửa này anh sẽ cũng tô màu hồng. Ô cửa sổ màu hồng luôn. Ô cửa màu hồng và cái đường đất nữa. Anh sẽ tô ít vàng đất cho màu đường. Rồi. Về cơ bản bức hình đã xong. Cái cửa kính ở đây sẽ có mấy gạch thôi.
Vậy là video hướng dẫn ngôi nhà và cầu vồng của anh đến đây là hết rồi. Các em hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất hàng ngày nhé. Các em nhớ đăng ký kênh này, bấm vào quả chuông này để nhận thông báo video mới hàng ngày này. Và hãy bình luận ở phía dưới giúp anh xem bức tranh này đẹp hay xấu. Và các em muốn vẽ gì thì hãy bình luận ở phía dưới nhé. Anh sẽ hướng dẫn các em vẽ thứ đó nhé. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Tạm biệt.